Ngọc Vlog xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ đi ăn tiệc, vừa là tiệc sinh nhật vừa là lễ du quy luôn nha cả nhà ơi. Phía trong cũng rất là đông rồi nha cả nhà. Mời cả nhà cùng tham dự bữa tiệc này với mình nha. Thank you.
Video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã yêu thích video của mình. Xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà nha.